Song song với việc gia nhập thị trường bán lẻ, Mobifone cũng bắt đầu mở bán sản phẩm số online khi giới thiệu cửa hàng trực tuyến của mình mang tên m360.vn. Tuy nhiên, khác với các cửa hàng trực tuyến khác, Mobifone không bán sản phẩm một cách đại trà mà chỉ tập trung kinh doanh những sản phẩm smartphone thương hiệu lớn, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Khi truy cập vào địa chỉ website m360.vn, ngoài thông tin về các sản phẩm mới, các chính sách khuyến mại, ưu đãi, cách thức mua hàng, chính sách bảo hành, đổi trả của Mobifone, người dùng có thể thanh toán online hoặc nhận tư vấn trực tuyến của nhân viên Mobifone. Việc mở thêm kênh bán hàng online được kỳ vọng sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng của Mobifone được đảm bảo tốt nhất.